của chị Thơ Nguyễn nha. Thì tại là chị với Bo là hồi giờ là lần đầu tiên chơi con bi cúc kia, cho nên đợt trước á là làm không có thành công. Thì cái đợt này á thì rất là hy vọng để làm mà thành công sẽ thành công được cái món gì đó. Bây giờ không biết là bây giờ con mới chơi thế nào đây. Nên là hồi giờ cứ toàn là chơi chiến xa thần thú xe đồ chơi con trai không à. Bây giờ thì mới quay qua là đi mua bắp bi cúc kim của chị Thơ Nguyễn về chơi. Đợt vừa rồi thì làm hư hai cái bịch bắp bi cúc kim rồi. Bây giờ để xem chị con có làm thành công được hay không nữa cho nha. Bây giờ phải làm cẩn thận hơn nha. Con có bị làm hư tiếp tục cái bệnh bắp bi cúc kim này hay không? Chúng ta sẽ bước đầu tiên á, các bạn lấy kéo, lấy cây kéo, kéo đâu rồi, kéo để cắt cái này ra để mình bỏ nước, đúng không? Cắt cái đó ra bỏ nước đúng không? Còn phải nhìn hướng dẫn của chị Thư Nguyễn nha, chứ không để sai nữa nha. Trên hộp nó có chỉ đúng không? À, trên cái hộp đây có chỉ những cái bước mà để mình thực hiện nè. À, để coi thử làm thử không biết là có thành công giống như chị Thơ Nguyễn không nữa. Bước thứ hai chúng ta sẽ mở cái này. Ừ, bước thứ hai cái gói thôi. Mở cái nào? Ý có còn cắt cái nào ra nữa hay không ở cái hộp này nè? À, bỏ vô trong đó đúng không? Hy vọng là con làm đúng nha. Thu, mẹ sợ con làm sai bỏ thêm một bịch nữa lắm. Đúng chưa? Giống mùi kẹo hả bạn? Giống mùi kẹo hả? Thơm lắm hả? Thơm. Bên kia là chị đang sạc. Còn cái xe nè đang treo lơ lửng tới đây. Để chơi tiếp á. Chơi hoài hết bên ngoài hả? Hả? Nước hả? Rồi đợi một chút xíu nha. Đi lấy nước đây. Đây nước nè. Thơm lắm hả? Thử coi, thử coi.
đây nó có hướng dẫn là các bước nè, màu xanh nè, màu vàng nè, màu đỏ nè, đó này làm đầu cơm nè, đó làm cái gì, màu đen đen làm cái gì, cái miếng này là miếng sushi hả, rồi làm ra con mắt. Wow, nhiều quá à. Là nhìn vô cái bảng này thì các em sẽ làm ra đó. Còn hai cái cục để mình làm cái thịt nữa. À, còn hai cái này để làm cái này con bò.
Thank you.
mì chiên kìa. Ghê quá vậy. Cái 12 cục cá mì chiên gì vậy? Rồi, mì đã xong rồi. Đây, bao làm cá mì chiên, còn cái kia cái gì nữa kìa? Bạch tuộc thất bại, nhão nhẹt luôn. Bạch tuộc, mấy cái rau nó bị rớt ra rồi. Còn cái cục màu xanh xanh đây là cái gì? Bắp cải. Hy vọng bắp cải còn được rồi, thất bại luôn rồi quá. Rồi đây, và đây là bắp cải. Ăn đi. Của Bo. Để ăn đi. Rồi. Ăn rồi. Mời các em. Bây giờ Bo thử nắm. Bo thử sản phẩm, ăn thử đây. Sản phẩm xấu nhất. Bobby Cookie xấu nhất từ trước đến giờ. Làm rất không biết làm gì hết. Không biết làm gì hết. Bo cũng tự biết là không biết làm gì hết. Ngon hả? Nó vị như thế nào? Giống vị kẹo hả? Nó giống kẹo hả? Nó ngọt hả? Ăn mì, mì thế nào? Mì vị như thế nào? Thử một miếng nhỏ thôi, thử miếng nhỏ thôi. Kẹo. Chua chua ngọt ngọt. Giống như kẹo mút vậy đó các em. Kẹo không hả? Trời ơi, anh đồ ăn khí thế luôn, ngon lắm hả? Làm xấu quá mà. Chưa bao giờ mà thấy Bobby Cooking nào mà ai làm xấu như vậy hết trơn á. Chắc là phải mua nhiều Bobby Cooking để Bo thực hành á mới tiến bộ nổi quá. Phải không? Xấu quá. Sao vậy con hai con hả? Ăn chưa hết? Ngán quá. Ôi trời dễ thương quá. Ngon, ngán quá mà ngon. Ủa ly nước luôn, dễ thương quá. Thất bại rồi. Thôi lần sau sẽ cho Bo thực hành nhiều cái Bobby Cooking hơn để Bo quen với cái trò chơi này. Mà nếu con thích không thích thì mới chơi tiếp à. Vẫn thích hả? Đó, Bo vẫn thích chơi Bobby Cooking cho nên lần sau sẽ khui tiếp nha. Bye bye nha.